lạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an vui dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn An Tôn Hoàng Anh Tuấn, Giacobbe Phạm Ngọc Cẩn, Giacobbe Phạm Vũ Hoàng, Giuse Hoàng Anh Dũng, Giuse Hoàng Kim Tinh, Giuse Hồng Kỳ, Mikae Hoàng Văn Hạnh, Mikae Nguyễn Ánh, Ova Kit Harlem, Francisco Kit Harlem, linh hồn Phêrô, linh hồn Anne, linh hồn Maria, Agatha Nguyễn Thị Mạch, Anna Nguyễn Kim Nhung, Anna Vũ Thị Uy, Benedicta Hoàng Thị Hồng Thúy, Lucia Nguyễn Thị Tường, Maria Hoàng Thị Bao, Maria Nguyễn Thị Hiệp, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Nguyễn Thị Minh, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, Maria Teresa Trần Thị Thanh, Maria Trần Thị Hường, Maria Trần Thị Vì, Maria Victor, Teresa Phạm Thị Thúy nhân lễ dỗ. Gia đình Trần Phương Huệ xin tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Gia đình xin ơn chữa lành cho anh Hồng. Nguyễn Thị Bích Thủy xin ơn như ý.
cầu nguyện cho bà Đức được bình an, cầu cho linh hồn Đa Minh Vũ Nam mới qua đời, cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Và đặc biệt trong thánh lễ sáng hôm nay, anh em chúng con cũng như toàn thể dòng anh em giảng thuyết dâng thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị em trong dòng đã qua đời, hay còn gọi là lễ dỗ thân phụ mẫu trong dòng. Trong đó không chỉ các anh em tu sĩ, các sơ, các nữ tu, mà có cả anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh rất đông đảo nữa. Và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho các ngài, vì qua cuộc sống trần gian với những thăng trầm, với những khó khăn, và đồng thời với bản tính yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người, các ngài có những lầm lỡ, những thiếu sót mà chưa thể được diện kiến hoàn toàn trước thánh nhan Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, cầu xin cho các ngài mau chóng sớm được hưởng vinh quang muôn đời với Đức Kitô. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đã kêu gọi chúng con chia sẻ cùng một niềm hy vọng, chúng con khẩn khoản cầu xin cho các anh chị em chúng con đã qua đời. Chúa đã yêu thương và trao ban cho họ sứ vụ loan báo tin mừng khi họ còn tại thế. Nay xin Chúa cũng nhân từ đón nhận các anh chị em ấy vào chung hưởng bình an và hoan lạc với người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ
sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: Này đây, ta đổi mới mọi sự. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Vui dường nào khi thiên hà bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hà bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hà bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Vui dường nào khi thiên hà bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Từng chi tộc của Chúa chạy hồi lên đền ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lành đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hàng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh. Vui chừng nào hà bảo tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Nghĩ tới anh em cùng là ban hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, vui mừng nào Thiên Chúa tôi, ta vui để thánh Chúa. Alleluia, alleluia. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lên tiếng cầu nguyện rằng: Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ gìn họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.
Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng chúng ta nghe là phần cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Và trong trích đoạn này chúng ta vừa nghe những điều có thể gọi là mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa và đồng thời mặc khải về mầu nhiệm giáo hội trong Đức Kitô. Đặc biệt hơn nữa, những lời lẽ mà trong trích đoạn chúng ta vừa nghe đối với anh chị em dòng giảng thuyết quả là rất gần gũi. Những điều mà Đức Giêsu vừa nói, xin Cha thánh hiến họ trong sự thật, đó cũng chính là căn cốt của linh đạo và tinh thần mà Cha Thánh Đa Minh đã sống ấp ủ và đồng thời mời gọi mọi thành viên trong gia đình Đa Minh đi theo con đường này. Do đó, trong các biểu tượng của dòng Đa Minh thông thường sẽ có chữ Veritas, chân lý. Và chính điều này đã là khởi nguồn để giúp cho anh chị em Đa Minh sống và thi hành lời của Đức Kitô và đồng thời lan tỏa điều ấy đến cho người khác. Hơn thế nữa, cũng trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha không phải là chỉ thánh hiến họ trong sự thật, chỉ trong sự thật không mà thôi, mà còn mời gọi họ như Cha đã sai con thì con cũng sai họ. Sai họ đi đâu, làm gì? Thưa, công bố sự thật ấy, công bố sự thật ấy vào giữa trần gian và làm cho trần gian ấy dậy men, dậy bột để trở thành ánh sáng để soi chiếu cho mọi người. Và đó cũng chính là biểu tượng khi nói về Thánh Đa Minh, ánh sáng của sự thật hay ánh sáng của chân lý. Và đó cũng chính là đoàn sủng mà tất cả anh chị em dòng Đa Minh cho đến ngày nay hơn 800 năm được thành lập, nuôi dưỡng và tiếp tục đang thực hiện những điều đó. Tuy nhiên, trong ngày lễ hôm nay, đối với dòng Đa Minh và cách riêng những anh chị em đang thuộc về dòng, tưởng nhớ đến thân phụ mẫu, những người trong linh đạo, trong tinh thần mà Cha Thánh Đa Minh gọi là truyền lại đã ra đi trước. Và như đầu lễ con thưa, các ngài cũng trong thân phận con người cũng có những lúc lầm lỗi, có những lúc va vấp, và chính những điều ấy các ngài chưa thể hưởng ánh vinh quang muôn đời nơi Thiên Chúa, mà cần phải thanh luyện ở trong đó, trong luyện ngục một thời gian. Và trong thánh lễ này cũng như trong các lời cầu nguyện, chúng ta tưởng nhớ đến các ngài để xin Thiên Chúa
vì những thiếu sót lầm lỗi, nhưng lòng thương xót của Ngài vượt trên tất cả những lầm lỗi, những thiếu sót ấy, để ban cho các ngài sớm hưởng ánh sáng muôn đời trong Đức Kitô nơi thiên quốc. Và cũng chính điều ấy, trong gia đình đa minh, chúng ta cũng nhớ đến thân phận mình, nhìn đến những điều chúng ta đang phải trải qua, bước đường chúng ta đang bước đi, để làm sao có thể trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, để khi chúng ta diện đối diện với Thiên Chúa trong ngày cánh chung cuộc đời của mỗi người, chúng ta được Ngài ban thưởng, đó là sự sống nơi chính Ngài. Và chính điều đó không chỉ là nhớ đến các bậc tiền nhân, mà chúng ta còn nhớ đến bản thân mình, nhớ đến cuộc sống lữ hành mà chúng ta đang được gọi mời đi giữa trần gian này. Trần gian ấy đầy những bóng tối, đầy những cạm bẫy, đầy những thử thách. Nhưng nếu chúng ta sống trong sự thật, vì được thánh hiến trong sự thật, và chúng ta thực hiện trong sự thật là chân lý của Thiên Chúa, ắt hẳn chúng ta sẽ được giải thoát. Và hơn thế nữa, và trên tất cả mọi điều, chúng ta hằng mong ước đó là luôn được ở trong Chúa, trong Ngài, và ngay cả sau khi bước qua cõi đời này, chúng ta được diện kiến và hưởng vinh quang nơi vương quốc mà Thiên Chúa dành cho những ai tín chung với giao ước mà mình đã ký kết với Thiên Chúa. Amen. Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho các anh chị em trong gia đình đa minh chúng con đã qua đời vào chung hưởng vinh quang với con một Chúa, Đấng đã dùng bi tích yêu thương liên kết chúng con nên một người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu cho các anh chị em chúng con đã qua đời,
Xin thương đón nhận họ vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch đức.